phim Việt Nhật tối ngày 24 tháng 9 của Ohio. Sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Đảng Dân Chủ vì Nhân dân đề xuất chính phủ mở rộng tiêm chủng cho trẻ em. Cuộc bầu cử của Tổng thống LDP đang bước vào giai đoạn nửa sau. Cùng với đó là các tin tức khác về tỷ giá Yên Nhật, tình hình dịch bệnh và chuyên mục điểm tin nhanh đang nhận được nhiều sự quan tâm sẽ được Ohio đề cập trong bản tin tối nay. Mở đầu là các tin tức đến từ Nhật Bản. Đến 18 giờ 45 phút ngày 23 tháng 9, Nhật Bản ghi nhận 3.604 ca nhiễm mới, số ca bệnh nặng giảm 110 ca so với ngày hôm trước, xuống còn 1.273 ca, có ghi nhận 49 trường hợp tử vong. Sau khi hãng dược phẩm khổng lồ Pfizer của Mỹ và các nước khác thông báo rằng họ sẽ nộp đơn lên cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ để mở rộng đối tượng tiêm chủng, khẳng định rằng sự an toàn của trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã được xác nhận qua kết quả của các thử nghiệm lâm sàng, thì Đảng Dân Chủ vì Nhân dân Nhật Bản cũng đã nhanh chóng đề xuất yêu cầu chính phủ mở rộng tiêm chủng đối với trẻ em Nhật Bản. Đảng cho biết rằng tình hình lo ngại về việc lây nhiễm sang trẻ em vẫn chưa thay đổi ở Nhật Bản và cần phải có những biện pháp hành động nhanh chóng. Cuộc bầu cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ Tự Do với 4 ứng viên tham gia tranh tài đã bước sang giai đoạn nửa sau và vẫn đang trong thế trận hỗn chiến. Các phe phái và các đảng viên trên toàn quốc đang đẩy mạnh sự ủng hộ đối với các nghị sĩ thuộc đảng nhằm gia tăng lượng phiếu bầu vì không có ứng viên nào đạt được đa số trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên. Tiếp sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với thông tin thời tiết. Điều kiện khí quyển ở Hokkaido, Tohoku và Hokuriku không ổn định cho đến khoảng trưa và các đám mây dông có khả năng hình thành ở một số nơi. Thời tiết sẽ phục hồi dần và sẽ có nắng vào buổi chiều. Ở phía Tây và phía Đông của Nhật Bản có nắng trên diện rộng, đặc biệt là phía Thái Bình Dương nắng nóng gay gắt vào ban ngày. Mặt khác, nhiệt độ ở Hokkaido thấp hơn nhiều so với ngày hôm qua, nhiệt độ tối đa nhiều nơi sẽ không đạt 20 độ C. Tiếp theo là các tin chính tại Việt Nam. Hôm qua, ngày 23 tháng 9, trên hệ thống quản lý ca bệnh quốc gia ghi nhận có thêm 9.472 ca nhiễm mới, 6.226 bệnh nhân được ra viện và 236 ca tử vong trong ngày. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi thế giới tăng cường hợp tác, ưu tiên cung cấp công bằng vaccine để sớm chấm dứt đại dịch khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của thế giới là kiểm soát COVID-19. Thế giới chưa thể an toàn khi còn người dân hay quốc gia nào chưa an toàn trước đại dịch. Chủ tịch nước cũng khẳng định điều kiện tiên quyết để phục hồi và tăng trưởng hậu COVID-19 là bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, ổn định ở mỗi quốc gia, khu vực và thế giới. Sau đây là chuyên mục điểm tin 24 giờ tại Việt Nam. Nhiều phố phường Hà Nội dần nhộn nhịp trở lại sau khi kết thúc chỉ thị 16. Người dân đổ về miền Tây sau nới lỏng giãn cách. Việt Nam đón chuyến bay cuối trong chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine. Thành phố Phủ Lý áp dụng chỉ thị 16. Tiếp đến là chuyên mục điểm tin thế giới. Ấn Độ tiêm vaccine tận nhà cho người dân. Mỹ, EU tăng hiện diện ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trung Quốc phản đối Đài Loan gia nhập CPTPP. Trung Quốc điều 19 máy bay quân sự áp sát Đài Loan. Cuối bản tin là tỷ giá Yên Nhật cập nhật đến 19 giờ ngày 24 tháng 9. Giá 1 yên mua đang là 201,15 đồng bằng tiền mặt và 203,19 Việt Nam đồng bằng chuyển khoản. Yên Nhật đang có giá bán là 212,8 đồng theo Vietcombank. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin tối ngày 24 tháng 9. Hẹn quý vị vào số tiếp theo của bản tin Việt Nhật. Ohio xin kính chào và hẹn gặp lại!